Này, chỉ huy bảo với tôi là ông không phải là thằng Bách Lẻo. Thế nên là mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Cái việc mà bọn tôi ném ông xuống ao ấy thì là bọn tôi sai. Bọn tôi xin lỗi. Các ông xin lỗi vì các ông tự nguyện hay vì chỉ huy bắt các ông phải xin lỗi? Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, lại còn phải vì cái gì nữa à? Nếu vì chỉ huy bắt các ông xin lỗi ấy, thì không cần. Để tôi ném lại ông xuống ao là được. Sao? Hâm à? Anh em cả nhau ai chơi thế? Sao lại không? Đấy là công bằng mà. Thôi. Chốt đi chốt lại vẫn là ông muốn ném tôi xuống ao đúng không? Nhưng mà là ông nhắm xem ông có đủ sức không ấy chứ. Ông mà đủ sức ấy, ông ném tôi đi đâu cũng được. Kể cả là ném vào chuồng lợn luôn. Là ông nói đấy nhá. Quân tử nhất ngôn. Quan trọng là ông có đủ bản lĩnh để làm không thôi. Này, mình Thái thì không đủ, nhưng mà liệu thêm hai thằng này nữa thì có đủ không nhỉ? Nói lời giữ lời nhá. Này, có khi tìm cách quản binh, cất trâu để lâu quá buồn. Nghe tao, lại mất mặt lắm. Ui, sao rồi? Chuyển luôn. Cậu nghĩ tôi mà phải hành xử như cậu à? Thằng này nói là làm, không phải cái cao cái thấp đâu. Điều mình không thích ấy, đừng bắt người khác phải chịu. Đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Đi. Anh như nào? Là cố tình hạ nhục mình đấy. Tao bị quẳng vào chuồng lợn cho xong. Không được. Gà tao nuôi để thịt. Thế mày bán mấy hôm nữa dỗ bố thì lấy gà đâu mà thắp hương? Ờ, đầy chuồng mà mẹ. Đầy cái gì mà đầy? Gà tao nuôi để thằng Trung thằng Hiếu nó về ăn. Thế mà mày bán, mà nhà mình có thiếu tiền đâu. Bảo cái Linh đi ra chỗ khác mà mua. Mẹ ơi, con biết thừa rồi. Bà sợ con bán hết gà của cháu bà chứ gì. Bà yên tâm, con đã nhốt riêng mấy con gà tơ ngon ở một góc rồi. Không được, ta đã bảo không bán là không bán. Đem vào thả ra. Ờ mẹ. Mà cái thằng Hiếu ấy, nó thích gà lắm cơ. Mà nó chăm gà khéo lắm. Mà gà ốm ấy, nó còn biết tìm cách để chữa đấy. Vâng. Thì có thằng cháu bà là nó nằng nặc không cho thịt gà. Nó bảo đấy là giết bạn của nó. Rồi đến lúc thịt xong hỏi ăn không, nó bảo nó có ăn. Nhưng mà vừa ăn vừa khóc. Thế là thằng Trung nói mắng cho. Con đang lo thằng Hiếu không biết vào quân đội có rèn luyện được không ấy. Khi nó đã quyết định thay đổi ấy, thì nó sẽ nỗ lực. Mà nghĩ cũng tội thằng bé. Vừa đẻ ra thì bố mẹ mất cả. Còi cọc ốm yếu. Lại khảnh ăn nữa. Không biết vào đấy ăn uống thế nào có được không. Mà rèn luyện kỷ luật thế nào có theo được không? Ôi, mẹ không lo, gen nhà lính mà. Nào, mẹ vào thổi cơm, con vào thả gà.